Bảy ngày tới, thần tài cho cơ hội làm giàu vào tay những con giáp này. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhận được số tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì thấy được, trong 7 ngày tới đây, sẽ có một số con giáp được rất nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp được nhiều điều may mắn, thần tài che chở, ban cho vận may bất ngờ. Không như vậy mà còn được cả thiên địa nhân hỗ trợ, vươn lên như diều gặp gió. Vậy đó là những con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 7 ngày sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là người tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu, thì chiến công lại càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Con giáp này sẽ không làm việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Bên cạnh đó, xin chúc mừng tuổi Dần, mệnh chủ sẽ là con giáp phát tài trong 7 ngày sắp tới. Đặc biệt, tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào thời gian cuối. Với những mệnh chủ làm ăn kinh doanh, những ngày đầu chính là lúc mệnh chủ củng cố được tài lực và vận lực của mình để càng về cuối có thể dùng hết sức chinh phục đích đến đã đặt ra. Vì vậy, trên thực tế, trong 7 ngày sắp tới có thể là một khoảng thời gian vất vả, không ngơi nghỉ của mệnh chủ tuổi Dần. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, mệnh chủ sẽ thấy rằng những gì mình đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Còn với những mệnh chủ làm công ăn lương, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong thời gian này, đặc biệt là những ngày đầu. Thiên ấn và trình ấn còn cho thấy đây chính là lúc để tuổi Dần khẳng định được bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bản mệnh có thể đạt tới một vị trí cao hoặc một mức lương cao dựa vào sức lực của chính mình. Tuy nhiên, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành,
đặc biệt là chờ mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Trong cuộc sống có rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, họ đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tử vi có nói rằng, trong 7 ngày sắp tới, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Mão về cơ bản là tốt. Nhờ có chính ấn nâng đỡ, bản mệnh tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân mình. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cân nhắc cho bản mệnh. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để đề nghị một mức lương cao hơn, góp phần cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Nếu có thể sắp xếp thời gian hợp lý, bản mệnh còn có thể nhận thêm các công việc làm thêm. Lương tay trái sẽ đóng góp khá lớn vào tình hình tài chính của bản mệnh. Trong thời gian này, những mệnh chủ làm ăn kinh doanh cũng sẽ phát triển. Càng về thời điểm cuối thì cơ hội làm ăn sẽ đến với mệnh chủ tuổi Mão nhiều hơn. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng, đối tác. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Mão. Thứ ba, tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân là người có đầu óc khá lanh lợi và khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ trong học tập mà bản mệnh còn biết cách ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế dù có xảy ra rắc rối gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén còn có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện với sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này, trong công việc họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo, với tốc độ hiệu suất cao. Tử vi 7 ngày sắp tới cho thấy, những mệnh chủ tuổi Thân làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài trong thời gian này. Thiên tài và thực thần cho thấy cơ hội làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bản mệnh chỉ cần bình tĩnh, lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Ngoài ra, một số mệnh chủ còn nhận được khoản tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó, khiến số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, con đường tài lộc của những mệnh chủ làm công ăn lương thì lại không hoàn toàn thuận lợi. Bản mệnh có thể vươn tới thành công, được tăng lương hoặc thưởng nóng, nhưng sẽ phải đối diện với đủ loại thử thách trong 7 ngày này. Bản mệnh chớ nên đầu hàng nghịch cảnh, hãy là con giáp kiên cường, bình tĩnh khi giải quyết khó khăn, bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó. Sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường các khí, mang lại may mắn, bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu 2021. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, người tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống.
họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu còn là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả. Họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy, người tuổi Dậu được rất nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Tử vi năm 2021 dự báo, tình hình tài lộc của các mệnh chủ tuổi Dậu chủ yếu rực rỡ trong 7 ngày sắp tới. Thực thần cho thấy bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Những mệnh chủ làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay vào hợp tác với nhau, giành được khoản lợi nhuận đáng kể. Còn với những mệnh chủ làm công ăn lương, đôi khi vẫn phải đối diện với khó khăn, mâu thuẫn. Tuy nhiên, điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, chỉ cần bản mệnh biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân, đồng thời cũng không được quá kiêu ngạo, cậy ngoài tai lời người ngoài, thì chắc hẳn chuyện thăng tiến, tăng lương là hoàn toàn có thể. Công sức của mệnh chủ sẽ không hề uổng phí. Đặc biệt, để tăng may mắn, cảnh mệnh, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tăng hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tăng hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm cũng sẽ giúp tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Dậu. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của 4 con giáp gặp may mắn trong 7 ngày sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.